kiêng tức là sạch mình. Và thứ hai là phải ngủ riêng ra. Sau đó màu gà hoặc hoa rừng tượng trưng cho hồ lúa, với hàm ý cây cối đơm hoa kết trái, mùa màng tốt tươi. Bà Nhao và các thành viên trong gia đình đang chuẩn bị cho một trong những nghi lễ rất quan trọng và lâu đời trong chu kỳ mùa vụ của những người giao tuyển ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, để tạ ơn đất mẹ, tạ ơn thần linh đã mang đến cho họ một vụ mùa bội thu. Đó là lễ mừng cơ mới. Ở đây cũng như những nơi khác, việc trồng được một cây lúa cho đến ngày thu hoạch phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên. Vì thế bên cạnh những nỗ lực của bản thân, người nông dân thường phải cầu viện đến sự trợ giúp của các thần linh. Đò đành sáng ê cũng tê chân. Ông Tuấn, chồng của bà Nhao, cũng chia sẻ suy nghĩ của vợ. Điều quan trọng là ông phải tìm được ngày tốt để tổ chức nghi lễ. Việc này ông cần có sự trợ giúp của bố mình, một người rất am hiểu lịch pháp và các nghi lễ truyền thống của người giao tuyển. Nhang tần như cũng một chỉ mới nhang tiền nhỉ, nhang tần như thằng vào nắng thằng tay tè tè ảo như tơ đòn nhang ra vào này đi và tè bảo mình cái nào nó nói này là đây nhưng chỉ nói như thằng vào nắng như gì đặt của nó rồi đâu và như như của nó rồi như vu của nó rồi phần nào đấy rồi và thằng đồng này đúng này là thật tiệt như không như đẹp. Như đẹp. Chẳng có tặng. Chẳng có tặng. Là phải yên bán lắm. Yên bán lắm. Chẳng thì ai cũng không phải được. Đây là bác rồi. Như ở lúc tháng thì chẳng chờ đi chạy phải. Câu chuyện của chúng ta diễn ra tại một làng ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Lào Cai là nơi chung sống của nhiều dân tộc khác nhau, trong đó có những người giao tuyển. Họ là một phần trong số 80.000 người giao tuyển đang sinh sống ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Trên thế giới, ngoài Việt Nam, người giao tuyển cư trú ở ba quốc gia khác là Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Trong khi chờ đợi ngày lễ của gia đình bà Nhao,
chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về cuộc sống và văn hóa của những người giáo tuyển ở nước ngoài. Người gia tuyển là cư dân nông nghiệp. Trong quá trình thiên di kéo dài hàng trăm năm của người Dao nói chung và Dao tuyển nói riêng, họ sống gắn bó với núi rừng. Người Dao rất giỏi khai thác các sản phẩm từ rừng: hoa trái, củ quả để ăn, gỗ để làm nhà, nguyên liệu để làm các vật dụng cho cuộc sống thường ngày. Như ở đây, vợ chồng ông Tuấn, bà Nhao đang khai thác cây tràm. Không chỉ có giá trị chữa bệnh, loài cây này sẽ cho nhựa để nhuộm vải. Giống như nhiều dân tộc khác, người Dao tuyển không chỉ biết khai thác các nguồn nguyên liệu của rừng. Họ còn phát nương làm rẫy để trồng rau màu và trồng lúa. Không ai biết chính xác cây lúa xuất hiện trên mảnh đất này từ bao giờ. Chỉ biết cây lúa gắn liền với đời sống, đi sâu vào trong tiềm thức của mỗi cư dân Việt Nam. Ở trên, chúng ta vừa nói đến công dụng của cây tràm. Để tạo ra chất nhuộm vải, lá tràm được ngâm trong nước vài ngày. Trở lại câu chuyện về cây lúa, hay đúng hơn là sản phẩm của cây lúa, hạt gạo. Từ bao đời nay, gạo là nguồn lương thực chủ yếu của hàng trăm triệu người trên thế giới. Gạo có thể nấu thành cơm để ăn ngay, hoặc có thể được chế biến thành nhiều loại sản phẩm khác nhau, như nấu thành cháo, xay thành bột, hay chế biến thành các loại bánh trái để dự trữ lâu ngày, hoặc thậm chí làm quả biếu. Còn ở đây, gạo đang được bố của ông Tuấn nấu thành cơm, rồi ủ lên men để nấu rượu. Một lễ vật cho thần linh và một thứ đồ uống không thể thiếu của con người. Người Dao nói chung và người Dao tuyển nói riêng có một kho tàng văn học dân gian rất phong phú, đặc biệt là thơ ca. Tìm em anh tên cho lòng có nhốt quê nhốt nhìn nhốt tê nên về chậm quán nói làm thiếu
nhất nhốt tám bằng nhôn vũ quê. Theo thời gian, cuộc sống hiện đại mang đến thêm nhiều giá trị mới. Một số phong tục tập quán vốn đã tồn tại hàng trăm năm có nguy cơ bị đẩy lùi. Và dường như trẻ lại thích ứng với cuộc sống mới nhanh hơn là truyền thống. Điều này khiến cho những người có tuổi như bà Nheo, ông Tuấn rất lo lắng. Tôi cũng rất băn khoăn cái việc này. Cứ để như thế này thì mai kia sẽ mai một những cái phong tục tập quán, những cái sách vở của ông cha để lại, mà những cái ví dụ như các cái lễ hội của dân tộc, các như vừa rồi là cái lễ mừng cơm mới, rồi lễ hát giao duyên, rồi các cái hoạt động của phong tục tập quán khác. Nhưng bây giờ ngay như là nhà cửa thôi, thì ngay nhà cửa đã thay đổi rồi. Một người bạn của ông Tuấn, tiến sĩ Trần Hữu Sơn, người đã có nhiều công trình nghiên cứu về người Dao nói chung và người Dao Tuyển nói riêng, chia sẻ. Tôi nhìn nhận về núi dưới góc độ tình cảm thì mình cảm thấy nuối tiếc như kiểu hoài cổ. Thế nhưng nếu mà nhìn dưới góc độ khoa học ấy, thì đấy là quá trình tất yếu, vì quá trình tất yếu diễn ra. Nhưng dù là nuối tiếc hay là mình nhận tất yếu thì mình cũng cảm thấy là cần phải được bảo tồn. Không phải người dân nào cũng hiểu được những thuật ngữ khoa học trong câu chuyện của tiến sĩ Trần Hữu Sơn, dù họ ý thức được nguy cơ trước mắt mình. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng cái gì còn hữu ích với đời sống thường nhật thì nó sẽ còn có chỗ đứng ở đây. Ví dụ như thói quen dùng lá tràm để nhuộm quần áo của bà Nheo và của nhiều người dân khác. Và như lễ mừng cơm mới, một câu chuyện có từ thời cổ xưa nhưng không bao giờ cũ. Cuối cùng thì ngày trọng đại của gia đình bà Nheo đã đến. Hôm nay nhà bà sẽ đi gặt lúa nếp về làm cốm để làm lễ mừng cơm mới. Nếu người chủ gia đình, người phải quyết định những vấn đề quan trọng, thường là nam giới, như ông Tuấn, thì trong sinh hoạt, sản xuất, người vợ, như bà Nheo, lại có những vai trò quan trọng khác. Đặc biệt là trong nghi lễ mừng cơm mới, bà chủ nhà sẽ tượng trưng cho hồn mẹ lúa. Vì thế, bà chủ nhà sẽ phải có những kiêng kỵ nhất định trước khi đi gặt lúa. Hầu hết các cư dân làm nương rẫy thì vai trò bà mẹ lúa quan trọng lắm. Bà mẹ lúa của người Dao cũng thế thôi. Cái hôm mà bà ta đi là bà ta phải kiêng. Kiêng tức là sạch mình. Và thứ hai là phải ngủ riêng ra. Sau đó là ăn cũng không được ăn gần kiểu. Thế lúc đó đi thì giờ đôi khi có gia đình người Dao người ta chọn giờ người ta đi. Vì tượng trưng cho hồn mẹ lúa, bà Nheo sẽ là người gặt bông lúa đầu tiên trước khi tất cả cùng gặt. Ngày nay nghi thức gặt lúa đã có nhiều thay đổi so với truyền thống. Tuy nhiên, loại lúa để làm cốm bao giờ cũng là lúa nếp tương đối non, vẫn còn vốn ra sữa. Việc này cũng có những ý nghĩa nhất định. Lúa mà làm cốm này thì nó liên quan đến mẹ lúa. Nó liên quan như cái sữa của người mẹ truyền cho con như nào, chất tinh túy nhất làm ra sao. Vì thế rất nhiều nghi lễ là nghi lễ dâng sữa mẹ cho con, đưa trao sữa mẹ cho con. Thì ở đây có nhiều dân tộc mà làm nương rẫy thì đều xuất hiện như vậy. Trong lúc các con cháu đi gặt lúa, bố của ông Tuấn sẽ nấu rượu.
Sau một tuần ủ trong chuông, cái rượu đã ngấu và sẵn sàng chuyển đổi sang một loại vật chất mới. Rượu cũng là một lễ vật không thể thiếu lễ cúng cơm mới của người Giao Tuyển. Sau khi đã gặt đủ lượng lúa cần thiết, đoàn giúp việc cùng bà chủ đưa lúa về nhà. Hai cụm lúa chính được cài hoa. Ông chủ nhà sẽ đón hồn lúa, đặt trịnh trọng ở giữa nhà. Bây giờ, những gánh lúa sẽ bắt đầu được đem đi chế biến với những công đoạn khác nhau. Trước hết, bó lúa lớn được chia thành những bó lúa nhỏ để sấy chín trên lửa. Thông thường không phải gia đình nào trong bản cũng tổ chức làm cốm, vì nghi lễ này khá cầu kỳ và tốn kém. Gia đình nào không có điều kiện chỉ cần hái một nắm lá lúa cho vào nồi cơm đầu tiên của vụ gặt là hoàn thành nghi lễ mừng cơm mới với các thần linh. Với một số gia đình có con cái lớn, đây còn là dịp để thanh niên nam nữ hẹn hò khi đến giúp việc. Ngày lễ cũng là ngày hội của gia đình và làng xóm. Sau công đoạn này, những hạt lúa nếp sẽ được đem đi giã để chuốt bỏ lớp vỏ ngoài như ta đã thấy ở đầu phim. Và đây, nhân vật có vai trò kết nối thế giới thực với thần linh đã tới. Ông là thầy cúng, một người có nhiều hiểu biết và được dân làng kính trọng. Lễ vật để dâng cúng thần linh, ngoài sản phẩm cốm từ gạo mới, còn có nhiều loại hoa quả, các loại thịt lợn, thịt gà, thịt vịt và rượu. Sau khi giới thiệu họ tên của chủ nhà, địa chỉ nơi diễn ra lễ cúng, mục đích của lễ cúng, thầy cúng sẽ mời các vị thần về. Thông thường, thầy cúng sẽ mời thần giữ nhà, thần thổ địa và thần nông. Cũng có khi, ngoài các vị thần đó, thầy sẽ mời thêm các vị tổ tiên của gia đình, thần lôi, tức thần cai quản mưa gió sấm sét, và cả Ngọc Hoàng. Khi các thần đã về đông đủ, thầy cúng sẽ rót rượu, rắc gạo lên các món lễ vật để mời các thần. Trong phòng tắm này ngoài
Trong lúc các thần đang thưởng thức lễ vật, thầy cúng sẽ thay mặt gia chủ cầu xin các thần linh phù hộ cho gia chủ chăn nuôi, trồng trọt phát đạt, cầu cho lúa tốt, xanh tươi, lên nhanh, bông đẹp, chắc hẳn, cầu cho gia chủ có sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Cúng xong, thầy sẽ trao trả hồn lúa lại cho chủ nhà, rồi đốt tiền giấy, rót rượu, tiễn đưa các vị thần. Sau lễ cúng, gia chủ mời các vị khách vào mâm cơm tối để thụ lộc của thần linh. Trong mâm cỗ, ngoài những món thông thường, sẽ không thể thiếu các món được chế biến từ cốm mới, và cũng không thể thiếu món rượu. Với nhiều dân tộc, mời rượu là mời nhau kết tình thân ái để cùng chung một niềm vui, cùng cộng cảm. Con lại sống anh cha yo lu tiêu cảnh nằm sâu kê mẹ mùi tôi tây. Trong tinh thần phấn chấn, sau khi đã hoàn thành tâm nguyện với thần linh, thêm chút thăng hoa bởi hơi rượu nồng nàn, gia chủ và khách mời bắt đầu màn hát đối đáp giao duyên đặc trưng của dân tộc mình. Tôi tao hộ tiền về tùy ba ăn tình. Về cổng tu dần dần nồng ngô có và tiêu tổng tăng tu vi hồn cuộc vui có thể kéo dài nhiều tiếng, thậm chí suốt đêm. Về năng sáng và biệt tâm mình. Bây giờ thì nhịp sống thường nhật đã quay trở lại với gia đình bản nhau và dân làng. Tất cả mọi thứ lại diễn ra theo đúng quy trình cần phải có, giống như những công đoạn nhuộm vải từ nhựa của khê trạng. Do người giao tuyển chủ yếu mặc quần áo có một màu tràm đen, nên người ta còn gọi họ là giao tràm hay giao áo tràm. Màu tràm của quần áo có thể giữ được rất lâu. Còn truyền thống của người Dao, liệu họ có giữ được bền lâu như thế? Chắc chắn là phải giữ bằng được, bởi vì truyền thống dân tộc mà bị phai mờ đi là chắc chắn là sẽ không được, là phải bằng giá nào thì phải dạy con cháu. Để cho con cháu thuê học hỏi nó sẽ tiếp nối mai kia thì cái gì cũng biết làm như các cụ ngày xưa.
thì lúc đó là nó sẽ tạo ra một cái niềm tự hào dân tộc. À, và từ đó thì dù các em có đi xa đi gì nữa, nhưng đến khi về cái bầu sữa mẹ các em đều nhớ lại. Như chúng ta bây giờ chúng tôi gần 60 tuổi rồi, nhưng về quê nghe một bà hát ru thôi thì tự dưng lòng mình cứ dưng dưng lại như thuở xa xưa mình được nghe. Dù không biết những lời cầu khấn của gia đình được các thần linh đáp ứng tới đâu, nhưng bà Nhao vẫn rất mừng. Bà biết qua những lần tổ chức lễ cúng như thế này, mọi thành viên trong gia đình bà sẽ hiểu hơn về văn hóa dân tộc và có thêm niềm tin trong cuộc sống. Cũng nhờ những lễ hội như thế, tình cảm của gia đình bà với những người xung quanh, những người vẫn giúp đỡ nhau trong cuộc sống sẽ thêm gắn bó. Các chàng trai, cô gái, trong đó có con của bà, sẽ có thêm cơ hội tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Và hơn tất cả, những nét văn hóa độc đáo của người Giao Tuyển sẽ thêm một lần được củng cố, được bảo tồn. Bà Nhao và cả những người dân trong làng đều hiểu rằng không ai có thể đi ngược dòng chảy của thời gian. Nhưng nếu biết cách trân trọng, biết cách gìn giữ những giá trị truyền thống mà tổ tiên để lại, biết hòa hợp quá khứ và hiện tại giữa cái mới và cái cũ, họ sẽ biết cách để đi tới tương lai. Hey.